Nhiều chuyên nghiệp ấy, thì cái đó là chúng ta phải bàn này sau này. Nhưng mà ý kiến của tôi nghĩ đây là thể loại âm nhạc bình dân, nó ra đời, nó trở thành phong trào, xuất hiện rồi cũng lại sẽ có một ngày nó mất đi như những cái trào lưu âm nhạc khác. Vậy thì ý kiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tôi là người mà mê nhạc Latin nữa. Tôi chơi guitar và từ bé, và tôi người ta gọi tôi là Sơn Flamenco, thì tôi là rất là yêu nhạc Latin. Nhưng mà quả thật là với cái tất cả những cái âm hình, tiết tấu, rồi mô hình, rồi mô típ của âm nhạc Latin thì nó cũng ăn vào máu mình rồi. Nhưng mà riêng với cái bolero về Việt Nam thì quả thật là tôi không nghe nổi. Tất nhiên âm nhạc nó có đời sống của nó không có đúng không có sai, nó chỉ có thích và không thích. Cũng như là một cái loại thì loại âm nhạc nào đó, họ nghe thì họ thấy họ ở trong đó, họ thấy tâm hồn của họ ở trong đó thì họ sẽ yêu thích cái âm nhạc đó. Còn mình nghe bolero thì mình không thích, bởi vì con người của mình nó thích cuồng nhiệt. Con người của mình nó thích những cái sự rạng rỡ, và những cái niềm vui, những cái nỗi buồn nó cũng phải là một cái sự vạm vỡ trong âm nhạc. Ví dụ thế, các bạn nghe, ví dụ các bạn có thể thích bolero, nhưng tôi chỉ thích Manuel de Falla, ví dụ thế chẳng hạn, hoặc là Beethoven. Thế cái giải trí của mình nó là ở góc độ như thế, những lúc mình nghe nhạc. Tất nhiên mình không